Tin tức nổi bật của Liên Đại Sài Gòn TV trở lại với quý vị ngày hôm nay với Đinh Xuân Quân và Hoàng Trọng Thủy gửi lời chào anh Đinh Xuân Quân. Vâng. Và... Chào khách xin kính chào quý khán thính giả của Little còn TV và xin chào anh chị sáng nay trong phần tin thời sự thế giới thảo yên cũng đã đưa ra các phân tích liên quan đến kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire kết quả cho thấy ông Trump thắng đối với bà Nikki Haley cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc cũng là người mà ông Trump bổ nhiệm thưa quý vị ngày hôm nay thì phía Đinh Dung Quân có các cuộc theo dõi À, riêng biệt chúng tôi cũng có các cuộc theo dõi bên phía anh thì theo dõi CNN vân vân và nhiều cái những cái tin khác thực sự đó thì ABC News, AP, Microsoft, MSNBC vân vân cũng đều có những các nhà chuyên gia về chính trị phân tích về kết quả bầu cử và điểm chung trong kết quả bầu cử này thì thực sự mà nói có những điểm tương đồng từ các cuộc thăm dò thăm dò trước khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra, thăm dò sau khi cuộc bầu cử diễn ra, tức là những cái exit poll, exit poll là tìm hiểu quan điểm lập trường của cử tri khi họ bỏ lá phiếu đó cho ông Trump hoặc là bà Nikki Haley như thế nào. À, thưa anh, nhìn qua cuộc bầu cử sơ bộ New Hampshire thì Nền chính trị của nước Mỹ và thậm chí bên phía Biden cũng như ông Trump đã rút tỉa được những cái kết quả kinh nghiệm vâng. như thế nào. Trước hết là mình phải biết đây nó không phải là một cái caucus. À, đây là một cái primary, nghĩa là họ bầu cử chứ không phải là không thì trước khi vào bầu đó thì họ đã đi làm một số cái gọi là survey, một cái số khảo sát những cái cử tri họ vào họ bầu trước khi họ bầu đó thì mình thấy là 49% là thành phần cộng hòa và 47% nghĩa là ngang nhau là không có ghi danh cộng hòa hay là dân chủ, có thể là independent, độc đó, đó là độc lập. Trước khi bầu đó cũng theo khảo sát thì mình thấy là 32% là thành phần theo maga, nghĩa là ủng hộ uh, tổng thống trung cộng tổng thống trung tới cùng. Và 67% là không có nói là không có manga. phía này nào hết ừ. và không có ma ga 49% người cử tri đi bầu trước khi bầu đó tin là Tổng thống Biden không thắng vào 2020 và 49% tin là ông thắng Nên là cũng ngang nhau tương đối vì vậy thành ra cái đánh giá của cái cái primary cái là bầu cử nghĩa là sơ bộ của tiểu bang New Hampshire nó tương đối nó cho nhiều cái bài học cho tương lai nhiều hơn là cái của bầu tại Iowa đó. Một cái xin nữa. được xin thực th nói ngay để mình giải thích trong lúc mà trình bày có những cái chi tiết mà nếu quý vị được. không theo dõi đó sẽ không nắm được bởi vì Iowa là caucus mà caucus ở đây là chỉ có những thành phần cộng, cộng. hòa mà ghi danh ghi danh thôi cho nên nó khác biệt rất nhiều với cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire thậm chí có những cử tri dân chủ vẫn được phép đi bỏ phiếu ở New Hampshire như thường cho nên, cho nên cho nên các cuộc thăm dò này đó nó chính xác hơn là ở uh, Iowa Iowa là chỉ chỉ có những người ủng hộ ông Trump cho nên ông thắng tuyệt đối ở Iowa là như thế nhưng mà ở New Hampshire thì nó không còn thắng tuyệt đối nữa đúng mà không những vậy đó thì mình thấy vì vậy đó tôi mới nói là 49% là thành phần Cộng Hòa ghi danh Cộng Hòa và 47% là không có ghi danh thì tương đối nó cân bằng thì người ta sẽ thấy là cái cuộc bầu cử sơ bộ cuộc bầu cử sơ bộ tại nghĩa là uh, New Hampshire này nó cho thấy nhiều cái về cử tri Hoa Kỳ nhiều hơn nó cân bằng hơn yeah. là nghiêng về một bên và cái chuyện quan trọng nữa đó là họ đánh giá, 34% đánh giá. Cái gì quan trọng đối với cử tri của chúng tôi? 34% đánh giá là kinh tế. 31% đánh giá là di dân là quan trọng. 34% là kinh tế. Số 2 là di Chính dân. Xin hỏi ngay cái con số này là cho tất cả các cử tri hay Và. là chỉ có thành phần cộng hòa thôi? Không, không. Cho cử tri trước khi đi bầu trước khi vào bầu before thì, thì bất kể là bầu. họ là cộng hòa vâng ở... vâng thì những Công người vào của... bầu đó ừ. và về vấn đề ngoại giao chính sách ngoại giao của hoa kỳ là 17% và cái quyết định cho phụ nữ đó là 11% phần trăm bốn nghĩa là chủ đề quan trọng nhất cho cử tri hoa kỳ là ba bốn kinh, kinh tế thứ di hai là di dân nói chung kinh tế và di và dân, dân. Là quan trọng nhất vâng đối với các cử tri ở New Hampshire. Vâng. Vì vậy đó, bao giờ người ta cũng khảo sát trước khi đi bầu và sau khi anh anh chị yeah. sẽ nói nhiều về sau khi đi bầu thì yeah. đây là tôi cho những con số trước khi đi bầu thành cho mình biết đó, nó khác hẳn cái caucus tại 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 Iowa mm. là vì Iowa chỉ có thành phần cộng hòa mà thành phần cộng hòa ghi danh yeah. với được còn ở đây đó thì nghĩa là người nào cũng vào có thể đi bầu được, đi bầu nghĩa là sơ bộ thật nhưng mà có thể đi bầu được thành do đó đó. Tại sao mà cựu tổng thống Trump không có thắng nhiều như là 30 30 điểm được như kỳ trước mà chỉ có 10 11 điểm thôi. Và đó là lý do vì không thắng tuyệt đối. Cho nên đối với à, bên phe vận động tranh cử của bà Nikki Haley họ vẫn tuyên bố chưa kết thúc và bây giờ bà nikki haley ngày hôm qua đồng ý là à, chúc mừng cho ông trump thắng ở new hampshire nhưng mà bởi vì bà thấy được có những thành phần cử tri dù theo cộng hòa nhưng vẫn tiếp tục trong đó cử tri độc lập bỏ phiếu cho bà bà vẫn còn nuôi hy vọng hy vọng mặc dù thực sự trong quá khứ những ứng viên nào dù dân chủ hay cộng hòa mà không thắng được ở iowa và new hampshire khó lòng mà thắng được ở những tiểu bang khác. Chưa kể là hiện nay thành trì của ông Trump, trong đó Maga thì khỏi nói rồi, họ tuyệt đối ủng hộ ông 100%. Thành phần Cộng hòa còn lại, theo kết quả exit poll để cho thấy họ vẫn ủng hộ ông Trump như thường và thưa quý vị và đó là mặc dù vậy đó việc mà nghĩa là tiếp tục tranh đấu, nghĩa là chiến đấu đó. Đó là cái việc mà bà Nikki Haley vẫn hy vọng trong cái Super Tuesday sắp tới mà ngay cả tiểu bang của bà South Carolina bây giờ vẫn còn rung động lắm, lây động lắm, chưa biết được có ủng hộ cho bà nữa hay không. Đây là kết quả cuộc thăm dò exit poll của những cử tri đã bỏ phiếu rồi. Và những exit poll phần lớn là gần 100% là chính xác bởi vì họ đã bỏ phiếu rồi Được. họ nói thẳng đúng nói thật không có lý do gi giấu nữa bảo nhất là nếu những người đồng ý họ nói về quan điểm của họ đó cộng hòa hay dân chủ họ nói tại sao tôi bỏ cho cái phiếu này tại sao tôi bỏ chứ gì thì cbs họ nhắm vào các chủ đề quan trọng để hỏi những cử tri sau khi họ đã bỏ lá phiếu rồi và bước ra ngoài, họ đứng chờ bên ngoài phòng phiếu. Họ nói, anh có thể cho tôi à, hỏi vài câu được không? Người kia nói yes. Thế thì câu hỏi đầu tiên hỏi, số lượng mà quý vị nghĩ rằng ông Trump sẽ đại diện cho quý vị để tranh đấu cho quý vị, quý vị có đồng ý điều đó không? 86% nói rằng ông Trump sẽ đại diện cho họ. Và chúng ta cũng thấy rằng ông Trump, trong những phần lúc trình bày nói chuyện với cử tri đó, ông Trump nói, Ô, oh, tôi là người chịu hình. Những gì mà tôi đang bị phía dân chủ Biden tấn công lúc này là tôi chịu đựng cho quý vị đó. Và tôi tranh đấu vì quý vị. Trong khi cái thông điệp của bà Haley đưa ra đó không đủ thức thuyết phục. Chúng tôi tiếp tục với kết quả cuộc exit poll này. Rất là chính xác của CBS News mà quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.